Hello các bạn, bữa nay Phó Tuấn hướng dẫn cho các bạn là xào một lá nó đúng cách mà hiệu quả, xào nhanh nó không đổ bài mà không dính được lá bài. Bước thứ nhất á, thì mình cầm bộ bài trong cái tay trái mình, đây cái đường kẻ nằm đây nha. Thì cái con út là cái lóng giữa nè, bộ bài giữa bộ bài đây, đường kẻ nằm đây. Thì con cái với ngón trỏ này mình cầm bộ bài trong góc bên đây. Ba này nằm giáp bên đây. Thì bước thứ nhất là cái tay mình cầm bộ bài vậy nè. Đó, mình bỏ con chỏ này xuống đây. Mình bỏ xuống là đừng có quéo cái này vô nha các bạn nha. Mình bỏ chỏ bước thứ nhất bỏ xuống. Bước thứ hai thì cái tay mình cái khuôn tay này mình dở á, mình cầm này là con chỏ với con cái cầm lại, mình dở ba cái này ra. Thì mình để ngay chỗ này nè, ngay chính giữa này nè. Đụng con cái này, đụng đây. Thì con chỏ đây, con cái cầm này là bước thứ hai mình cầm bộ bài lên. Đó. Rồi mình gáp lại nha. 1 2 nha. Cầm bộ bài nè. 1. Thì cái đường này đó là đây 2, cầm bộ bài lên. Đây hai bước. Nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là bước thứ ba nè. Rồi bước thứ ba thì cái tay là cái khuôn tay nè, mình dở ngón cái này ra đây, mình bấm ngay cái nhận chân chỉ cái lần chỉ này, lần chỉ nè nha, lần chỉ này xuống đây một phân nha, một chút thôi, cái giữa bài cái mình dở ban cái này ra ngoài, mình canh cái này với này cho nó bằng nhau. Thế mà đây thứ ba là mình sắp đây, mình sắp lần chỉ này sắp đây nè, mình sắp này bước thứ ba này sắp đây nha, số ba đây nha. Đó mình sắp, mình bóp cho này nè, đây số ba mình sắp cho này ngay ngắn nha. Rồi mình dở này ra cái mình kéo về đây là số bốn lại đây nha. Ở đây số 5 cái mình canh ngay chính giữa này. Canh giữa này, canh giữa lần chỉ ngay chính giữa này. Đó. Thì đây là số 2 nè, số 3, số 4, số 5 nha. Rồi, đó năm là âm dương nha. Rồi bỏ bài xuống này mình đếm nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Ok. Đây là bước thứ 5. Rồi, bước thứ 6 là sao? Bước thứ 6 thì cái khuôn tay mình vậy nè. Ngón cái nó nằm ở bên đây. Ngón trỏ nằm chính giữa. Thì bây giờ mình ngỡ ngón cái ra trước, dở ngón cái ra gì? Nha. Đừng có dở thẳng ra gì các bạn nha. Dở câu vô gì nè. Nè, mình dở ra thì con chỏ mình dở lên. Dở lên thì cái bộ bài nè, cái tay nè, bước thứ 5 mình cầm chắc này, mình đưa vô là vô đụng vô ngón danh này. Đụng giữa nó, giữa đụng ngón danh nè. Ngón chỏ để ngay bộ bài đây, ngón cái đụng ngay. Đây là bước thứ 5 nha, cái thứ 6 nha. Là bước thứ 6 nha. Rồi bước thứ 6, thứ 5 nè, thứ 6 nè nha. Rồi, ở thứ 7 thì cái tay này nhớ là ngón chỏ nó nằm ở đây đây thì ngón chỏ đây lóng này, ngón giữa đụng giữa, ngón cái đụng cái này. Đó, đây là cái tay cái khuôn tay gì nè. Đó, để vô đây mình chụp xuống đây. Thì đây là thứ 6, đây là thứ 7. Thứ 7 thì mình xào bài, gớt lá bài xuống như đây. Rồi dở ra mình chụp cho lá thứ 2 cũng chỗ này. Rồi lá thứ 3 cũng chỗ này. Lá thứ 4 cũng chỗ này. Lá thứ 5 cũng chỗ này. Mới đầu mình tập từ từ này cho nó quen. Nha, từ từ cho nó quen. Từ từ quen rồi mình nó nhanh lên từ từ lên nhanh lên. Nha, nhanh lên nha. Đó, từ từ nó nhanh lên nha. Đó thì ở đây nó gớt xuống này, nó gớt xuống chỗ đây, dở ra đây, ngón này đụng nhau thì không có đổ. Mình đưa bài nó đưa xéo qua đây một chút. Nếu mà đây mình để ra qua gì thì nó đụng thì nó sẽ dính lá bài này, mình câu xuống nó sẽ dính lá bài này ra ngoài. Thì mình không nên tập vậy, mình tập độ xéo qua đây cho ngón giữa nó đụng xuống giữa này, độ xéo là gốc rồi ha. Thì cái ngón này nó nằm ở ngoài nha. Mình chụp xuống nó không có đổ bài mà không bao giờ nó rơi hai lá. Đó, mình xào không nghe tiếng kêu luôn các bạn nghe. Đó, xào xong rồi á, mình hết xong một bài rồi mình quay lại bài tập nữa. Rồi bước thứ nhất là nhớ là bước thứ nhất là cái đường chỉ là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7. Đó, rồi mình xào từ từ nó quen các bạn nha, từ từ nha. Xào không nghe tiếng kêu các bạn nha. Mình xào rồi, đó bài chụp xuống nè.